Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo Vietnamnet thông tin. Hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu trên 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Về quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính là khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 30 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. 16 cảng hàng không quốc nội, Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Thành Sơn và Biên Hòa. Sân bay Thành Sơn là sân bay Biên Hòa được quy hoạch thành cảng hàng không để khai thác lưỡng dụng. Tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch cảng hàng không quốc tế Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2050, hình thành 33 cảng hàng không. Quy hoạch cũng nêu rõ, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhiều cơn sốt đất từ những tin đồn về xây dựng sân bay, dự án. Gần đây nhất, cơn sốt đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước được cho là do một bộ phận người dân truyền tai nhau về việc sắp quy hoạch đất tại địa phương để xây sân bay Technic với diện tích lên tới 500 ha. Sau khi đoàn khảo sát của tỉnh đến để khảo sát vị trí để xin chủ trương, tiến sĩ Sửu Ngọc Hương, giám đốc cao cấp Savi Việt Nam đặt câu hỏi: chúng ta phải đặt câu hỏi là vì sao nhiều người lại di cư đến Bình Dương chứ không phải Bình Phước? Đó là vì Bình Dương có nhiều ưu điểm hơn và đáp ứng được những nhu cầu của đa phần người dân. Tương tự, khi so sánh các sân bay khác trong cả nước, không phải địa phương nào cũng phát triển mạnh mẽ như Đà Nẵng và Nha Trang. Sân bay Phù Cát tại Quy Nhơn, Bình Định là một minh chứng rất rõ ràng khi mất rất lâu mới phát triển được như hôm nay. Chúng ta nên nhìn nhận rằng có sân bay không phải là yếu tố quyết định để Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam và Nha Trang trở thành thành phố du lịch hàng đầu cả nước, mà là do nhiều yếu tố khác nữa mới tạo ra giá trị cho thành phố như vậy, vị giám đốc cho biết. Tương tự, sân bay Technic tại Bình Phước cũng sẽ không phải là cây đũa thần làm cho nền kinh tế của tỉnh và thị trường bất động sản khởi sắc chỉ trong một thời gian ngắn. Cho nên, việc có chạy theo các cơn sốt hay không là vấn đề cần được cân nhắc. Ông Khương phân tích, đây chỉ mới dừng lại ở mức chủ trương đang đợi xem xét và phê duyệt. Thứ hai, việc giá thị trường bất động sản tại tỉnh có tăng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên phát triển các tuyến đường bộ, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không, cảng biển gắn với phát triển hành lang kinh tế vùng, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng. Đến năm 2030, hoàn thành các tuyến cao tốc đồng bộ theo quy hoạch, nâng tổng số km đường cao tốc trong khu vực lên hơn 1.500 km, nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cao tốc trục ngang, kết nối cửa khẩu quốc tế với cảng biển. Đối với kết cấu hạ tầng hàng không, sẽ tập trung nâng cấp, cải tạo và nâng cao hiệu quả khai thác 9 cảng hàng không, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương đầu tư xây dựng mới cảng hàng không Phan Thiết, cảng hàng không Quảng Trị. Về cảng biển, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung phát triển các cảng biển có tiềm năng thành cảng đặc biệt, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Bên cạnh đó là nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam, kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt kết nối vùng với khu vực Tây Nguyên và các cửa khẩu quốc tế. Theo VOV, các chuyên gia cho rằng để thu hút các nhà đầu tư vào mảng cảng hàng không sân bay, thứ nhất
đó là làm thế nào tạo được hành lang pháp lý, chính sách rõ ràng để các nhà đầu tư yên tâm. Thứ hai, với các địa phương có nhu cầu đầu tư, đặc biệt những nơi đã có các nhà đầu tư mong muốn tham gia, thì không có lý do gì để không đưa vào hệ thống đầu tư, bởi việc đầu tư cảng hàng không sẽ đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương rất nhiều. Thứ ba, khi phát triển cảng hàng không mới, có rất nhiều vướng mắc. Để tháo gỡ, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương. Ví dụ như với cảng hàng không Vân Đồn, việc bàn giao tháp không lưu năm xưa đã mất đến hơn 3 năm, chưa đến điểm chốt được. Thứ tư, cần có những chính sách khuyến khích để các nhà đầu tư có những hợp đồng chọn gói, tạo sự đồng bộ, dễ đầu tư hơn, tránh việc xé lẻ. Thứ năm, những thông tin về dự án đầu tư cần được cung cấp rộng rãi tới nhà đầu tư để họ dễ nghiên cứu. Còn theo ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình đầu tư hàng không và thực sự xã hội hóa sân bay cũng là mô hình mới trên thế giới. Khi xã hội hóa hàng không Việt Nam, nhất là sân bay Vân Đồn đã được bạn bè trong khu vực đánh giá là bước đột phá của Việt Nam. Chúng ta đã có những kết quả nhất định và đã có mô hình cảng hàng không trọn vẹn. Qua nhu cầu, tiềm lực của Việt Nam và qua bài học sân bay Vân Đồn, chúng tôi đề xuất Việt Nam theo mô hình đầu tư PPP hoặc nhượng quyền. Nhà nước giao cho tư nhân đầu tư khai thác, đầu tư toàn bộ cảng hàng không và nhà nước nắm giữ quyền quản lý khu bay và giao cho tư nhân quyền khai thác nhà ga sân đỗ như sân bay Vân Đồn sẽ phù hợp, ông Mười nói. Ở góc độ quản lý nhà nước, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, để phát triển kinh tế xã hội, khai thác hết tiềm năng của địa phương, vùng, phải có hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó có hàng không. Hàng không có ưu điểm vận chuyển hành khách cự ly dài, độ tin cậy cao, phù hợp với phát triển du lịch. Để phát triển cảng hàng không mới, cảng hàng không hiện nay cần xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đồng hành với ngành giao thông vận tải trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không. Không vì những vướng mắc về hành lang pháp lý mà làm chậm tiến trình đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp lại những vướng mắc mà địa phương nêu ra, giả soát, tham mưu lại cho chính phủ để ban hành những chính sách, cơ chế hành lang pháp lý tạo điều kiện cho đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, các sân bay phục vụ khoảng 275,9 triệu người và khoảng 4,1 triệu tấn hàng hóa trên năm. Giai đoạn này, ưu tiên tập trung đầu tư một số sân bay lớn đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội, vùng thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch cho biết sẽ từng bước nâng cấp 22 sân bay hiện có, đầu tư 6 sân bay mới, Long Thành, Na Sản, Lai Châu, Sapa, Quảng Trị, Phan Thiết, để cả nước khai thác 28 sân bay. Tổng công suất 283 triệu hành khách vào năm 2030, đảm bảo trên 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong phạm vi 100 km, hiện nay là 86%. Các sân bay trong thời kỳ này gồm 14 sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc và 14 sân bay quốc nội Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Đến năm 2050 sẽ hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế mang tầm cỡ khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư đưa vào khai thác các sân bay mới, đảm bảo 100% dân số đồng bằng và 95% dân số miền núi có thể tiếp cận sân bay trong phạm vi 100 km. Theo đó, đến năm 2050, cả nước có 31 sân bay thay vì 29 sân bay, bổ sung sân bay quốc tế Hải Phòng và sân bay thứ hai phía đông nam thủ đô Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!